Xin chào các em học sinh thân mến, cô là Trần Thị Lành, giáo viên trường Trung học phổ thông Nam Sách. Hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn các em ôn tập bài thơ sóng ở tiết thứ hai. Ở tiết trước cô đã hướng dẫn các em ôn tập trọng tâm kiến thức của bài thơ sóng, giúp các em biết phân tích, bình giảng cảm thụ các khổ thơ, các đoạn thơ trong bài thơ sóng, cảm nhận cái hay, cái đẹp của bài thơ. Và ở tiết học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em luyện tập một số đề bài minh họa về bài thơ sóng, đồng thời giới thiệu với các em một số đề để các em tự luyện tập. Bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh là một bài thơ tình đặc sắc trong nền văn học Việt Nam hiện đại và thường xuất hiện trong các đề thi đại học trước đây. Nhưng nếu các em để ý thì thấy rằng từ khi diễn ra kỳ thi 2 trong 1, tức là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, vừa xét tốt nghiệp Trung học phổ thông, vừa xét vào đại học, thì bài thơ sóng chưa được đề cập đến trong các đề thi ngữ văn. Vì vậy, các em càng phải chú ý và ôn luyện tác phẩm này cho tốt. Ở tiết học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em giải quyết một số đề bài minh họa như sau. Đề 1. Phân tích hình tượng sóng trong 4 khổ thơ đầu bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Qua đó, anh chị cảm nhận được gì về vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu? Khi đọc đề lên, các em thấy đề yêu cầu các em sử dụng thao tác phân tích là chính và yêu cầu nội dung có 2 vấn đề. Một là hình tượng sóng, 2 là cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu. Để làm được đề bài này thì các em phải đáp ứng yêu cầu về kỹ năng là phải biết làm bài nghị luận văn học về một đoạn trích trong tác phẩm thơ, viết cách cảm nhận hình tượng nghệ thuật, bố cục bài làm rõ ràng, kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, lời văn trong sáng và không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ, lỗi ngữ pháp. Yêu cầu về kiến thức là các em có thể trình bày, triển khai bài làm của mình theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo được những ý cơ bản sau. Cô hướng dẫn các em tạo lập một dàn ý đại cương. Trước khi chúng ta triển khai dàn ý chi tiết, khi đọc đề bài lên, các em đã hình dung trong đầu dàn ý đại cương để khi làm bài chúng ta không thừa ý, không thiếu ý, không lặp ý. Bài làm được triển khai thành 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Và phần thân bài thì các em vẫn triển khai thành 4 luận điểm chính. Luận điểm thứ nhất là khái quát về bài thơ, về hình tượng sóng trong bài thơ. Khái quát về vị trí của đoạn thơ. Rồi chúng ta mới đi vào vấn đề trọng tâm mà đề yêu cầu. Đó là luận điểm 2, phân tích hình tượng sóng trong 4 khổ thơ đầu. Và luận điểm 3 là vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu mà các em cảm nhận được. Sau đó chúng ta rút ra luận điểm 4 là những đặc sắc nghệ thuật của 4 khổ thơ đầu, góp phần thể hiện hình tượng sóng cũng như vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu. Với dàn ý đại cương như trên thì chúng ta sẽ triển khai cụ thể thành dàn bài chi tiết như sau. Thứ nhất là chúng ta viết mở bài, đảm bảo hai ý, giới thiệu về tác giả Xuân Quỳnh và bài thơ sóng. Thứ hai là giới thiệu đoạn thơ và vấn đề cần nghị luận. Để giới thiệu tác giả, thông thường các em giới thiệu vị trí, phong cách hoặc đóng góp của tác giả đó đối với nền văn học dân tộc. Về bài thơ sóng thì các em có thể giới thiệu hoàn cảnh sáng tác, chủ đề hoặc đề tài của bài thơ. Sau đó mới giới thiệu vào đoạn thơ và vấn đề cần nghị luận. Có hai cách mở bài: mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp. Thông thường thì mở bài trực tiếp thì các em dễ viết. Còn mở bài gián tiếp thì các em phải huy động vốn văn học của mình sâu rộng. Các em có thể tham khảo hai cách mở bài như sau. Mở bài trực tiếp, giới thiệu trực tiếp Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh là người phụ nữ dường như sinh ra để yêu và làm thơ. Nữ thi sĩ đến với thơ như là một cách để bộc lộ tâm hồn mình, nỗi lòng mình và gửi gắm những cảm xúc, suy nghĩ, nỗi niềm về tình yêu. Điều đó góp phần làm nên một hồn thơ vừa hồn nhiên, tươi tắn, vừa chân thành, đằm thắm. Bằng trái tim dạo dục của tình yêu, Xuân Quỳnh đã bộc lộ những nét tính cách của người phụ nữ đang yêu, vừa táo bạo lại vừa dịu dàng. Điều ấy được thể hiện rõ nét qua bài thơ sóng, một trong những bài thơ tình hay nhất của Xuân Quỳnh, đặc biệt là 4 khổ thơ đầu đã khắc họa tinh tế vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu. Cách thứ hai là các em mở bài gián tiếp, có thể trích một nhận định về tình yêu hoặc mở bài từ xa đến gần, từ khái quát đến cụ thể. Ví dụ các em trích nhận định của nhà văn Nga Lev Tolstoy cho rằng có bao nhiêu trái tim thì có bấy nhiêu cách yêu đương, rồi các em dẫn dắt vào bài thơ sóng của Xuân Quỳnh, hoặc các em đi từ xa đến gần. Chưa bao giờ trong thơ ca kháng chiến chống Mỹ ta lại bắt gặp một hồn thơ da diết yêu đương như Xuân Quỳnh. Giữa khung cảnh chiến đấu ác liệt, thơ tình yêu của nữ thi sĩ như một cơn gió lạ, tươi tắn và thuần khiết. Trong số những bài thơ tình nổi tiếng của Xuân Quỳnh phải kể đến Thuyền và Biển, thơ tình cuối mùa thu, Hoa cỏ may. Và đặc biệt bài thơ sóng được sáng tác năm 1967 đã cho ta cảm nhận những nét độc đáo trong hồn thơ Xuân Quỳnh. Qua hình tượng sóng, 4 khổ thơ đầu của thi phẩm đã làm sáng lên vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu với những phẩm chất, trạng thái riêng tư và đầy nữ tính. Như vậy cô đã giới thiệu với các em
hai cách mở bài để các em có thể tham khảo và chọn cái cách mở bài phù hợp nhất cho mình. Sau đó chúng ta triển khai sang phần thân bài. Thì luận điểm đầu tiên là các em phải khái quát qua về bài thơ, về hình tượng sóng và em trong bài thơ cũng như vị trí của đoạn thơ này. Chúng ta thấy hình tượng trung tâm của bài thơ chính là sóng. Sóng là hình tượng ẩn dụ xuyên suốt bài thơ, là sự hóa thân của cái tôi trữ tình. Hình tượng sóng và em luôn song hành suốt từ đầu đến cuối thi phẩm, lúc tách đôi khi hòa nhập. Và về vị trí đoạn thơ thì các em giới thiệu đây là bốn khổ thơ đầu. Sóng thể hiện những trạng thái, những quy luật của tình yêu cùng với vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ đang yêu. Lưu ý là phần khái quát này các em không sa đà quá và chúng ta viết trong một dung lượng vừa phải, ngắn gọn để đảm bảo đi vào trọng tâm mà đề yêu cầu. Trọng tâm của đề yêu cầu chính là phân tích hình tượng sóng trong bốn khổ thơ đầu. Để phân tích được hình tượng sóng trong bốn khổ thơ đầu thì có hai cách. Cách thứ nhất như hôm trước cô đã hướng dẫn các em là phân tích bổ ngang đi lần lượt từng khổ thơ. Ở đây chúng ta vẫn kết hợp vừa bổ ngang lần lượt từng khổ thơ nhưng chúng ta phải rút ra luận điểm chính. Vậy sóng đầu tiên là tượng trưng cho điều gì? Chúng ta thấy sóng tượng trưng cho bản chất và quy luật tình cảm của người phụ nữ khi yêu. Ở khổ thơ thứ nhất, các em thấy nhà thơ viết như sau: dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Như vậy, ở hai câu đầu, bốn tính từ liên tiếp, dữ dội, dịu êm, ồn ào, lặng lẽ, từng cặp đối nhau cho thấy những trạng thái thất thường của sóng. Đó cũng chính là trạng thái của tình yêu nhiều cung bậc. Và đó là tâm hồn người phụ nữ phức tạp, mâu thuẫn mà vẫn thống nhất. Thứ hai là chúng ta xét đến hai câu sau để thấy hành trình của sóng từ sông ra bể, vượt khỏi không gian nhỏ bé để đến với miền bao la. Hành trình của sóng như hành trình của tình yêu, hướng về cái vô biên, cái tuyệt đích, như tâm hồn người phụ nữ không chấp nhận sự chật hẹp, tầm thường. Và chúng ta thấy rằng, cũng như sóng, người phụ nữ không dễ dàng chấp nhận tình yêu trong giới hạn, mà luôn khát khao vươn tới cái rộng lớn, cái bao la để khám phá và nhận thức. Nếu sóng từ sông ra bể, thì người phụ nữ cũng muốn vượt khỏi những rào cản để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Đây chính là sự chủ động, sự táo bạo trong tình yêu, bởi trái tim ấy sẵn sàng từ bỏ không gian chật hẹp, từ bỏ tình yêu tù túng để đến với tình yêu bao dung, lớn lao, phóng khoáng, để có sự hòa hợp tâm hồn, để thấu hiểu chính bản thân mình, để có được sự đồng điệu, tri âm, tri kỷ. Đây là quan niệm rất mới mẻ của Xuân Quỳnh về tình yêu trong bài thơ này, trong khổ thơ này. Đến khổ thơ thứ hai, chúng ta thấy sóng biểu tượng cho điều gì? Ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế, nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Vậy là sóng thể hiện cho tiếng nói của trái tim tuổi trẻ, trái tim luôn luôn khát khao yêu đương. Ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế. Trước thời gian, ngày xưa, ngày sau, những con sóng vẫn thế, những con sóng luôn sôi nổi, rào rạt, đã thể hiện được quy luật trường tồn vĩnh cửu của sóng, cũng là quy luật trường tồn vĩnh cửu của tự nhiên. Các em chú ý là mở đầu khổ thơ, nhà thơ dùng thán từ ôi, thốt lên ôi, ôi con sóng ngày xưa, thể hiện một thái độ tràn đầy ngạc nhiên, xúc động, trạng thái ngỡ ngàng trước sự trường tồn vĩnh cửu của sóng, của tình yêu như thế. Con sóng được đặt giữa hai trạng từ chỉ thời gian, ngày xưa, ngày sau. Triệu triệu năm trước và hàng ngàn năm sau thì những con sóng vẫn cứ ngày đêm rạt rào trên mặt biển. Sóng là em, sóng soi chiếu cho em, và vì thế những con sóng cũng chính là những con sóng lòng. Con sóng của tình yêu lúc nào cũng rào rạt cuộn trào trong trái tim nhiệt thành của người phụ nữ. Ngày xưa như thế và ngày sau vẫn thế, tình yêu là vĩnh hằng và vô tận. Nhà thơ đã mượn quy luật tự nhiên để diễn tả một triết lý dung dị nhưng thấm thía về tình yêu và tuổi trẻ. Tức là cũng như sóng, trái tim tuổi trẻ luôn khát khao tình yêu mãnh liệt. Cảm giác bồi hồi sao xuyến, mong ngóng, hy vọng luôn thường trực trong trái tim của những người đang yêu. Những người trẻ tuổi, trẻ lòng. Nhà thơ Xuân Diệu đã sống trọn vẹn với lý tưởng này, nên các em có thể liên hệ đến những vần thơ của Xuân Diệu. Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Đó là quy luật của muôn đời nhân loại. Còn biển thì còn sóng, và còn con người thì mãi còn tình yêu. Chữ trẻ được khéo léo đặt cuối dòng thơ như muốn nhấn mạnh là tình yêu là sức sống. Tình yêu là nhịp đập của tuổi trẻ. Tình yêu mang đến sự tươi tắn, đã viết lên thanh xuân có ý nghĩa cho cuộc đời người phụ nữ. Và không chỉ riêng gì Xuân Quỳnh, mà bất cứ ai đều khao khát cháy bỏng một tình yêu vĩnh hằng, trường tồn với không gian và thời gian.
Qua đó chúng ta thấy được cái sự đam mê trong tình yêu đã được diễn tả một cách thật đẹp đẽ, thật tài tình, thật chân thành và mãnh liệt. Đến ý thứ hai thì các em thấy sóng biểu tượng cho điều gì nữa? Sóng còn biểu tượng cho những suy nghĩ trăn trở về cội nguồn của tình yêu. Điều này được thể hiện rõ ở khổ thơ thứ ba và khổ thơ thứ tư. Trước muôn trùng sóng bể, em nghĩ về anh em nghĩ về biển lớn từ nơi nào sóng lên. Ở khổ thơ này, các em cần triển khai những nội dung, những ý cơ bản như thế nào? Các em thấy hình ảnh người phụ nữ đứng trước biển mênh mông, hình ảnh muôn trùng sóng bể, nó như là biểu tượng của cuộc đời rộng lớn bao la. Ở nơi đấy, người phụ nữ mang nặng những ưu tư, những suy nghĩ ở trong lòng. Và đứng trước biển mênh mông bao la như thế, em nghĩ đến anh đầu tiên. Sau đó em nghĩ đến em nghĩ về biển lớn, em nghĩ về sóng, về gió. Như vậy, tâm hồn người phụ nữ rất trong sáng, rất chân thành, đấy, trân trọng đối với anh. Lúc nào cũng nghĩ về anh đầu tiên. Và trước cái mênh mông vô cùng của biển rộng, người phụ nữ tự thức nhận về lòng mình và có nhu cầu muốn lý giải, muốn tìm kiếm cội nguồn của sóng, từ nơi nào sóng lên. Đó là sự băn khoăn, sự trăn trở, muốn khám phá bản thân mình, khám phá tình yêu của mình, khám phá người mình yêu, nghĩ về anh, về em, về biển lớn. Vậy là từ cái huyền diệu của sóng, của vũ trụ không cùng, nghĩ về cái huyền diệu trong lòng. Người con gái mang nặng cái nỗi niềm cần được giải bày, cần được cảm thông, cần được người con trai, cần được người mình yêu thấu hiểu là vì thế. Ở khổ thơ thứ tư, tiếp tục nhà thơ giải bày những trăn trở, những băn khoăn trong lòng người con gái đang yêu. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Chúng ta thấy rằng lý trí có sự vận động, em khai thác từ nghệ thuật đi đến nội dung thì thấy điệp ngữ em nghĩ hai lần được nhắc lại, nhưng em bất lực, em cũng không biết nữa, em thú nhận thành thật, đáng yêu, ý nhị, sâu sắc, và em đã nói lên quy luật của tình yêu. Tình yêu không thể cắt nghĩa, không thể lý giải bằng những điều thông thường, bằng lý lẽ thông thường. Hình thức nghệ thuật tiếp nữa đó là chuỗi câu hỏi liên tiếp đã truy đến cùng nguồn gốc của sóng, nguồn gốc của gió cũng chính là nguồn gốc của tình yêu, nhưng cũng giống như sóng, như gió, như biển, bao la, tình yêu bí ẩn, không thể nào lý giải hết được. Nhà thơ đã khái quát lên bản chất muôn đời của tình yêu, đó là sự kỳ diệu, sự bí ẩn, sự vô biên, sự không cùng. Và con người trong tình yêu cũng luôn luôn muốn khao khát, muốn khám phá, muốn thấu hiểu. Nhưng càng khao khát khám phá, càng khao khát thấu hiểu thì lại càng rơi vào mơ hồ, bâng khuâng. Xưa kia Xuân Diệu đã từng bối rối, phải thốt lên rằng làm sao cắt nghĩa được tình yêu. Và bây giờ Xuân Quỳnh cũng vậy, bằng trực cảm, bằng lòng mình đã thú nhận chân thành, ý nhị, đầy nữ tính như thế. Như vậy, chúng ta khái quát lại bốn khổ thơ đầu để thấy rằng bốn khổ thơ đầu đã khép lại cho thấy rằng sóng biểu tượng cho những quy luật trong tâm trạng, trong tâm lý của người phụ nữ khi yêu, biểu tượng cho những băn khoăn, trăn trở, những mong muốn, những khát khao được giải bày, được đồng cảm. Sau khi giải quyết xong luận điểm thứ hai là phân tích hình tượng sóng trong bốn khổ thơ đầu, thì chúng ta đi đến luận điểm 3, cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ qua hình tượng sóng, qua bốn khổ thơ đầu như vậy. Vậy thì qua bốn khổ thơ đầu, các em cảm nhận được điều gì trong vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ? Bây giờ các em viết ra bằng cảm nhận của mình, cảm nhận trên cơ sở hình tượng, cảm nhận trên cơ sở ngôn từ, thì chúng ta thấy rằng hình tượng sóng cho thấy những nét đẹp truyền thống của người phụ nữ trong tình yêu, thật đằm thắm, chân thành, thật dịu dàng, hồn hậu, dễ thương, rất nữ tính. Và hình tượng sóng cũng thể hiện được nét đẹp hiện đại của người phụ nữ trong tình yêu, rất táo bạo, mãnh liệt, chủ động, dám vượt qua mọi trở ngại để đến với tình yêu lớn lao, để hòa hợp tâm hồn. Và đó cũng chính là vẻ đẹp của cái tôi thi sĩ, luôn khát khao tình yêu và hạnh phúc đời thường, khát khao yêu và được yêu, cùng với đó là khát khao tìm hiểu, khát khao khám phá sự bí ẩn đầy quyến rũ của tình yêu. Sau khi cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ thì chúng ta đi đến luận điểm thứ tư, đó là đánh giá nghệ thuật của bốn khổ thơ đầu. Những đặc sắc nghệ thuật nào đã góp phần thể hiện hình tượng sóng cũng như là vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ?
Chúng ta thấy thứ nhất đó là hình tượng sóng và em vừa tương đồng vừa bổ sung soi chiếu vào nhau, góp phần diễn tả tình cảm, khát vọng của nhân vật trữ tình. Thứ hai là thể thơ ngũ ngôn với nhịp thơ linh hoạt, giọng điệu chân thành, da diết, để lại dư âm trong lòng người đọc. Và ngôn ngữ thơ thì bình dị với những thủ pháp nhân hóa ẩn dụ, tương phản, góp phần thể hiện vẻ đẹp tinh tế của người phụ nữ trong tình yêu. Đó là tâm hồn nhạy cảm, sâu lắng, luôn khát khao hạnh phúc đời thường. Sau khi đã đánh giá được nghệ thuật rồi thì chúng ta đến phần kết bài. Nhưng các em lưu ý là trong quá trình cảm nhận, phân tích từng câu thơ, từng khổ thơ, chúng ta vẫn phải cảm nhận về nghệ thuật. Đây là đánh giá nghệ thuật ở mức nâng cao khái quát. Và đến phần kết bài thì chúng ta phải đảm bảo những ý như sau. Thứ nhất là khẳng định bài thơ, đoạn thơ trên đã khắc họa vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ qua hình tượng sóng, khẳng định giá trị nhân văn của bài thơ nói chung và đoạn thơ nói riêng, chính là khắc họa vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu. Các em liên hệ đến bản thân mình, rút ra bài học cho bản thân về lẽ sống, về cách sống trong tình yêu, hoặc tham khảo một cách kết bài như sau. Qua hình tượng sóng và trên cơ sở khám phá sự tương đồng giữa sóng và em, lần đầu tiên trong văn học Việt Nam, một nhà thơ nữ đã lấy sóng để bộc lộ thẳng thắn mạnh mẽ tình yêu của người con gái và chủ động bày tỏ những rung động dạo dực trong tâm hồn, trực tiếp nói lên niềm thương, nỗi nhớ. Tâm hồn đó luôn khao khát được yêu, được sống trọn vẹn trong tình yêu. Đây cũng chính là vẻ đẹp thủy chung trong sáng thuần hậu trong tình yêu của người phụ nữ Việt Nam. Đó là một cách cho các em tham khảo để lựa chọn cách kết bài. Các em có 4 cách kết bài: kết bài tóm lược, kết bài tương liên, kết bài phát triển và kết bài vận dụng. Chúng ta đến với đề bài thứ 2. Cảm nhận của anh chị về đoạn thơ sau, từ đó nhận xét về vẻ đẹp truyền thống và hiện đại của người phụ nữ trong tình yêu. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được. Lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức, dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Ở ngoài kia đại dương, trăm ngàn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở. Trích bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Đề bài này thuận lợi hơn so với đề bài trước đối với các em là bởi vì đã trích cho các em ngữ liệu. Đây chính là khổ 5, khổ 6, khổ 7 của bài thơ Sóng. Còn ở đề bài 1 là các em phải thuộc thơ, thuộc ngữ liệu. Thế thì với đề bài này, các em chú ý những từ khóa để biết rằng mình cần phải vận dụng thao tác lập luận nào. Đó là cảm nhận của anh chị về đoạn thơ sau. Cảm nhận có nghĩa là chúng ta vẫn phân tích trên cơ sở cảm thụ, bình giảng. Sau đó có sự định hướng, đó là nhận xét, rút ra cái lời nhận xét, lời bình của mình. Đấy, bình luận, nhận xét về vẻ đẹp truyền thống và vẻ đẹp hiện đại của người phụ nữ trong tình yêu. Vậy là yêu cầu nội dung vẫn có hai khía cạnh, một là đoạn thơ và hai là vẻ đẹp tâm hồn. Nếu mà cảm thụ về đoạn thơ, chúng ta vẫn phải cảm thụ, cảm nhận ở hai khía cạnh, đó là nội dung và nghệ thuật. Sau đó mới đi nhận xét, đánh giá vẻ đẹp truyền thống và hiện đại của người phụ nữ trong tình yêu. Để giải quyết đề bài này, các em vẫn phải đáp ứng những yêu cầu về kỹ năng, đó là biết cách làm bài văn nghị luận văn học về một đoạn trích trong tác phẩm thơ, bố cục rõ ràng, kết cấu chặt chẽ, lưu loát, diễn đạt trong sáng và không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ ngữ pháp, cũng tương tự như là đối với yêu cầu kỹ năng của đề 1. Đề 2 này về yêu cầu kiến thức cũng vậy, các em có thể triển khai bài viết theo nhiều cách khác nhau nhưng cần làm rõ được những ý cơ bản sau. Cô vẫn hướng dẫn các em tạo thành một dàn ý đại cương. Đấy, ngoài cái việc các em phải triển khai bài làm thành mở bài, thân bài, kết bài thì ngay khi đọc đề bài lên, đọc kỹ đề bài là các em đã hình dung trong đầu triển khai bài làm thành những luận điểm chính ở phần thân bài như thế nào. Thứ nhất là chúng ta vẫn đi vào khái quát chung về bài thơ, về những đoạn thơ trước đó, vì đây là một đoạn thơ đặt trong tổng thể của cả bài. Đấy, chúng ta không thể là đến thân bài là chúng ta phân tích ngay cái đoạn thơ đó, cảm nhận ngay đoạn thơ đó, mà chúng ta phải khái quát trước đó là gì. Thứ hai là đi vào trọng tâm như yêu cầu của đề. Luận điểm 2 là cảm nhận đoạn thơ, và cô sẽ hướng dẫn các em cảm nhận ở nội dung như nào, nghệ thuật như nào. Thực chất là chúng ta có thể làm xen kẽ cảm nhận cả nội dung và nghệ thuật đan xen. Đấy, nhưng tách ra để các em dễ nhớ luận điểm, dễ nhớ ý. Thứ ba, luận điểm thứ ba là nhận xét về vẻ đẹp truyền thống và hiện đại của người phụ nữ trong tình yêu qua đoạn thơ. Như vậy, với dàn ý đại cương như thế, chúng ta triển khai cụ thể ra sao? Bây giờ các em sang dàn ý chi tiết. Phần thứ nhất là mở bài,
Tương tự như là ở đề 1, các em vẫn giới thiệu những nét chính về tác giả Xuân Quỳnh, về bài thơ Sóng, nêu được vấn đề cần nghị luận. Và cái cách trích đoạn thơ thì các em có thể là trích câu đầu và câu cuối. Hoặc các em chỉ giới thiệu nêu tên là khổ 567, vì đây là một đoạn thơ tương đối dài, không nhất thiết chúng ta phải trích cả cái đoạn thơ đó ở phần mở bài, mà trong quá trình triển khai phần thân bài chúng ta phân tích cảm nhận đến đâu thì chúng ta sẽ trích dẫn chứng, trích thơ đến đó. Các em có thể tham khảo những cách mở bài sau. Cách thứ nhất, nhắc đến thơ tình, không thể không nhắc đến những bài thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, một trong những nhà thơ nổi bật của nền thơ hiện đại Việt Nam. Xuân Quỳnh viết về tình yêu rất đằm thắm, da diết, dạt dào, nhưng cũng đầy quyết liệt, mạnh mẽ. Sóng là một trong những bài thơ tình hay nhất, đặc sắc nhất của nhà thơ, ra đời năm 1967. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra ác liệt, Sóng như bản tình ca đã thể hiện thật sinh động những vẻ đẹp trong tâm hồn của người phụ nữ đang yêu. Sau đó các em dẫn dắt đến ba khổ thơ, tức là đoạn thơ giới hạn trong phạm vi của đề. Cách 2, các em có thể đi từ xa đến gần. Cách này giống như mở bài gián tiếp. Từ xưa đến nay, tình yêu luôn là nguồn cảm hứng của biết bao thi nhân. Tuy nhiên, mỗi nhà thơ lại có cách thể hiện riêng. Đó là tình yêu đậm chất triết lý như trong thơ Tagore, hay thiết tha cháy bỏng như trong thơ Xuân Diệu. Với bài thơ Sóng, Xuân Quỳnh đã đem đến cho người đọc những cảm nhận mới mẻ về tình yêu của một trái tim phụ nữ nhiều khao khát hạnh phúc đời thường, gắn liền với âu lo chăn trở. Ba khổ thơ 567 là những khổ thơ hay nhất, tiêu biểu nhất trong bài thơ, đã diễn tả thật sinh động, tinh tế, vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ khi yêu, vừa truyền thống lại vừa hiện đại. Như vậy, cô giới thiệu với các em hai cách mở bài để các em tham khảo và vận dụng. Chúng ta đi sang phần thân bài, thì các em triển khai luận điểm thứ nhất là luận điểm mang tính chất khái quát bài thơ. Bài thơ có hình tượng Sóng và em khi đan cài, hòa hợp, khi tách biệt, soi chiếu, làm rõ nhau. Riêng hình tượng Sóng và em thì cô đã phân tích, hướng dẫn các em cảm thụ rất kỹ ở tiết trước, các em có thể xem lại. Thứ hai là khái quát những khổ thơ trước. Nội dung bốn khổ thơ trước là gì? Đó chính là tình yêu soi vào sóng để tự nhận thức. Thì đến đoạn thơ này, tức là khổ 567, đây là đoạn giữa của bài thơ, tình yêu soi vào sóng để bộc lộ lỗi lòng, những nỗi lòng nhớ nhung, sự thủy chung và niềm tin mãnh liệt. Sau khi triển khai luận điểm khái quát này thì chúng ta đi vào trọng tâm. Và các em lưu ý là không sa đà quá vào phần khái quát như thế. Luận điểm chính là cảm nhận đoạn thơ. Thứ nhất là cảm nhận về nội dung, và thứ hai chúng ta cảm nhận về nghệ thuật. Khi cảm nhận về nội dung, các em vẫn triển khai lần lượt từng khổ thơ. Thứ nhất là chúng ta đi vào khổ thơ thứ 5, nỗi nhớ trong tình yêu. Nỗi nhớ rất sâu đậm, nỗi nhớ là trạng thái gắn liền với người phụ nữ khi yêu. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được. Lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Vậy nỗi nhớ trong tình yêu được nhà thơ Xuân Quỳnh diễn tả như thế nào? Các em cần triển khai những ý gì khi phân tích khổ thơ thứ 5? Ở khổ thơ này, các em thấy rằng nhà thơ diễn tả nỗi nhớ từ gián tiếp qua hình tượng con sóng ở 4 câu trên đến trực tiếp bộc lộ ra nỗi lòng của mình ở hai câu cuối. Khổ thơ mở rộng thành 6 dòng thơ để diễn tả nỗi nhớ triền miên da diết. Đây là khổ thơ duy nhất trong bài thơ có độ dài như thế, và có dụ ý để diễn tả nỗi nhớ mênh mang, nỗi nhớ khắc khoải. Người phụ nữ đã mượn nỗi nhớ của sóng, nhớ bờ để ẩn dụ cho em nhớ anh. Em cũng như con sóng ngoài biển khơi dạt dào, dù là dưới đáy sâu nơi đại dương rộng lớn hay chỉ thoáng qua lênh đênh trên mặt biển, thì vẫn luôn nhớ về anh. Nỗi nhớ ấy đã vượt qua không gian lớn là biển rộng ngoài kia để đến với bến bờ, và dẫu biển có rộng bao nhiêu cũng không đo được bằng nỗi nhớ nơi em. Sóng biển cũng chính là những con sóng lòng đang cuộn trào dữ dội trong em. Nỗi nhớ về anh thật mạnh mẽ biết bao. Các em chú ý thán từ ôi lại được sử dụng một lần nữa. Ôi con sóng nhớ bờ, ôi cất lên thật là tha thiết, thật là bồi hồi. Nỗi nhớ trào dâng sâu thẳm trong trái tim. Nếu con sóng ngoài đại dương êm đềm hay dữ dội thì ngày đêm vẫn vỗ tới bờ, vẫn tìm tới bờ. Thì em cũng thế, ngày đêm nhớ tới anh, nỗi nhớ khôn nguôi, nỗi nhớ thường trực ở trong tâm trí, khiến em không khỏi thao thức chăn trở, không ngủ được, và ngay cả trong mơ còn thức. Phải chăng cái thức trong mơ ấy mới là thực sự thật của cõi lòng? Vì vậy chúng ta thấy là nỗi nhớ bao trùm mọi không gian, dưới lòng sâu, trên mặt nước, nỗi nhớ trải dài theo thời gian, cả
cả ngày, cả đêm, cả ý thức và đi vào tận cùng vô thức, tức là trong tiềm thức, thường trực và khắc khoải như vậy. Khi phân tích cảm thụ nỗi nhớ trong khổ thơ này, các em có thể liên hệ với cách biểu đạt nỗi nhớ trong ca dao, trong thơ trung đại, trong thơ hiện đại như thơ của Xuân Diệu, Nguyễn Bính, vân vân. Ở tiết trước cô đã đọc cho các em một số câu ca dao và câu thơ diễn tả nỗi nhớ để các em tham khảo. Đồng thời, các em vận dụng liên hệ để so sánh rằng vậy Xuân Quỳnh có cách biểu đạt nỗi nhớ mới mẻ, độc đáo như thế nào. Ở hai câu thơ cuối, chúng ta thấy rằng nhân vật trữ tình trực tiếp bộc lộ nỗi nhớ trào dâng trong lòng mình. Nỗi nhớ không chỉ trong ý thức mà cả trong cõi vô thức. Không phải ngẫu nhiên mà Xuân Quỳnh viết là lòng em nhớ đến anh. Không phải em nhớ anh mà lòng em nhớ đến anh. Đó là chốn sâu kín nhất của tâm hồn người con gái, lòng em. Người phụ nữ như dốc hết tâm can mình, dốc hết gan ruột mình để giải bày tình cảm. Nỗi nhớ đã vượt lên cả sự chảy trôi của thời gian. Cả ngày, cả đêm, cả năm tháng, tình cảm nơi tâm hồn em chân thành, thắm thiết, sâu sắc và mãnh liệt biết bao. Đến khổ thơ thứ 6, chúng ta thấy rằng tình yêu không chỉ đi liền với nỗi nhớ, tình yêu đòi hỏi lòng chung thủy. Lòng chung thủy là thước đo trong tình yêu và khổ 6 đã diễn tả lòng chung thủy như thế. Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Ở khổ thơ này, các em cần phải triển khai những nội dung cơ bản như thế nào? Thứ nhất là các em nhận xét từ nghệ thuật đi đến nội dung. Nhà thơ dùng cách nói ngược, xuôi Bắc ngược Nam, động từ xuôi ngược, và cấu trúc dẫu thì để nhấn mạnh rằng cuộc đời có nhiều éo le, nghịch lý, trái ngang, nhưng em chỉ hướng về một phương duy nhất, đó là phương anh, đó là phương tâm trạng, để khẳng định cái sự thủy chung, khẳng định vẻ đẹp trong tâm hồn của người phụ nữ muôn đời, giúp họ vượt qua được thử thách để đến với tình yêu. Dẫu cho khoảng cách có xa xôi, mỗi người mỗi hướng, thì lòng chung thủy son sắt của em vẫn cháy mãi trong tâm hồn, trong trái tim. Và dù anh có ở nơi đâu, dù ở phương Bắc hay phương Nam xa xôi, thì em vẫn không nguôi nhớ, không thôi nghĩ về anh. Khoảng cách có ý nghĩa gì đâu khi trái tim em luôn nhìn về một hướng, luôn nhìn về một phương, đó là phương anh, phương của tình yêu, phương của đợi chờ, của nhớ mong, của tin yêu. Và đây các em chú ý, điệp từ dẫu kết hợp với hai cụm động từ ngược về phương Nam, xuôi về phương Bắc, như một cách thể hiện những thách thức trắc trở trong tình yêu và sự chiến thắng khó khăn gian nan ấy bằng tình yêu mãnh liệt. Lên lời nguyện thề, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương, thật đáng quý, thật đáng trân trọng. Và hơn nữa, ở khổ thơ này chúng ta cũng thấy được sự chủ động, táo bạo, mạnh mẽ và dứt khoát của người phụ nữ trong tình yêu. Với Xuân Quỳnh thì Xuân Quỳnh quan niệm vì tình yêu muôn thuở có bao giờ đứng yên, nên người phụ nữ đã chủ động, đã đi tìm tình yêu duy nhất và đích thực của đời mình. Xuân Quỳnh đã viết trong bài thơ khác, núi cao biển rộng sông dài, tôi đi khắp chốn tìm người tôi yêu. Đó là nét mới mẻ ở khổ thơ này. Đến khổ thơ 7, chúng ta thấy nhà thơ diễn tả niềm tin mãnh liệt vào bến bờ của hạnh phúc. Bởi vì để có được lòng chung thủy thì phải có niềm tin. Ở ngoài kia đại dương trăm ngàn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách trở. Trăm ngàn con sóng ngoài biển khơi đều tới bờ, dù cách trở gian nan, cũng như tình yêu của em sẽ đến bến bờ hạnh phúc. Đó là niềm tin và sức mạnh của tình yêu. Ở đây các em chú ý kiểu câu khẳng định, con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách trở, khiến cho ý thơ đầy ắp niềm tin. Và cấu trúc đảo, con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách trở, nếu viết xuôi phải là dù muôn vời cách trở, con nào chẳng tới bờ. Cấu trúc đảo như thế này đã nhấn mạnh niềm tin, nhấn mạnh mong ước thiết tha trong đáy lòng của người phụ nữ. Đó là một tấm lòng, một trái tim nồng hậu, chan chứa yêu thương, yêu chân thành, yêu say mê, thắm thiết và thủy chung. Con sóng khao khát tới bờ để vỗ về, để ve vuốt, hôn thật khẽ thật êm, hôn em đềm mãi mãi như trong thơ của Xuân Diệu. Còn ở đây, con sóng dù xa vời, dù cách trở vẫn tìm được tới bờ, cũng như em và anh sẽ vượt qua mọi khó khăn, đi tới một tình yêu đẹp đẽ, thủy chung, được sống hạnh phúc trọn vẹn của lứa đôi. Như vậy tình yêu của người con gái vừa nồng nàn, vừa mãnh liệt, vừa trong sáng, vừa đằm thắm. Điều mong ước ấy đã cho ta thấy một trái tim rất là nồng hậu, chan chứa yêu thương. Và ở khổ thơ này, các em chú ý, nhà thơ đã khẳng định rằng người phụ nữ
chỉ có một phương để hướng về. Vì vậy, Xuân Quỳnh dù trải qua bao cay đắng, bao nhọc nhằn trong tình yêu, vẫn có niềm tin mãnh liệt, vẫn bám vào niềm tin mà đứng dậy sau những phong ba bão táp của cuộc đời. Dù trái tim có tổn thương đi chăng nữa thì vẫn tiếp tục tự hát với đời. Em trở về đúng nghĩa trái tim em là máu thịt đời thường ai chẳng có, cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Đó chính là những phần thơ trong bài tự hát của nhà thơ Xuân Quỳnh. Và niềm tin vào tình yêu ấy chính là sức mạnh, là động lực để người phụ nữ vượt qua những nắng nôi, giông bão. Trong bài thơ Tình Cuối Mùa Thu, Xuân Quỳnh cũng đã từng hát lên những ca từ lạc quan tin yêu như thế. Tình ta như hàng cây đã qua mùa bão gió, tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ. Khi phân tích cảm thụ nội dung của khổ thơ này, các em có thể liên tưởng đến những vần thơ trong bài tự hát và những vần thơ trong bài thơ Tình Cuối Mùa Thu của Xuân Quỳnh như vậy. Khép lại ở đây thì các em đánh giá ba khổ thơ đã thể hiện được vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu, đó là yêu da diết, yêu cháy bỏng đấy, và có niềm tin rất là mãnh liệt. Sau đó chúng ta đánh giá về nghệ thuật, cảm thụ về nghệ thuật. Thế thì ở ba khổ thơ này có những đặc sắc nghệ thuật gì? Các em vẫn đánh giá về thể thơ, đó là thể thơ ngũ ngôn với nhịp điệu đa dạng, linh hoạt, tạo âm hưởng của những con sóng, lúc dạt dào sôi nổi, lúc sâu lắng dịu êm. Thứ hai là một số thủ pháp nghệ thuật như ẩn dụ, nhân hóa, đối, điểm cấu trúc đã diễn tả tinh tế những trạng thái tình cảm của người phụ nữ khi yêu thông qua hình tượng con sóng. Thứ ba là cách xây dựng hai hình tượng song hành độc đáo, sóng và em, góp phần bộc lộ, làm sáng lên vẻ đẹp tâm hồn của em qua hình tượng sóng. Khi chúng ta đã cảm nhận đoạn thơ xong rồi thì sẽ đi vào luận điểm thứ ba, đó là nhận xét về vẻ đẹp truyền thống và hiện đại của người phụ nữ trong tình yêu qua đoạn thơ. Ở đây đề bài đã có định hướng rất rõ, đó là vẻ đẹp truyền thống và vẻ đẹp hiện đại của người phụ nữ. Các em chỉ cần chỉ ra những biểu hiện đâu là vẻ đẹp truyền thống, đâu là vẻ đẹp hiện đại, rồi các em đánh giá hai vẻ đẹp đó góp phần tạo lên điều gì, có mâu thuẫn không. Đấy, ở đây chúng ta thấy vẻ đẹp truyền thống chính là nỗi nhớ da diết, đó là sự chân thành, trong sáng, thủy chung trong tình yêu. Còn vẻ đẹp hiện đại là sự chủ động bày tỏ những khát khao yêu đương, mãnh liệt, những cảm xúc thầm kín ở trong lòng và niềm tin vô bờ bến vào tình yêu. Từ đó chúng ta thấy vẻ đẹp truyền thống và hiện đại không mâu thuẫn mà hài hòa thống nhất, làm nên nét đẹp của người phụ nữ Á Đông vừa sôi nổi đằm thắm, vừa dịu dàng, sâu sắc. Như nhà phê bình giáo sư Hà Minh Đức cho rằng, Xuân Quỳnh đã thể hiện được một tình yêu có tính chất truyền thống như tình yêu muôn đời, nhưng vẫn mang tính chất hiện đại như tình yêu hôm nay. Sau khi đã triển khai các luận điểm xong rồi thì chúng ta chuyển sang phần kết bài. Các em cần phải đảm bảo những ý cơ bản, thứ nhất là đánh giá được cái hay, cái đẹp của đoạn thơ về nội dung, về nghệ thuật, nêu được cảm nghĩ của mình về tâm hồn của người phụ nữ qua đoạn thơ trên. Sau đó thì liên hệ đến bản thân, liên hệ đến mỗi người khi đọc thơ Xuân Quỳnh đều có thêm niềm tin vào tình yêu và rút ra cho mình những bài học sâu sắc, ý nghĩa về tình yêu. Các em có thể tham khảo một cách kết bài như sau. Ba khổ thơ cho ta thấy được một tâm hồn yêu hết mình, sống hết mình với tình yêu của nhà thơ Xuân Quỳnh. Tiếng thơ ấy cũng chính là nỗi lòng của bao người đang yêu và được yêu. Sóng đã chạm đến trái tim của người đọc bằng những cảm xúc tự nhiên, khiến ta rung cảm và thổn thức với từng thanh âm giai điệu của mỗi vần thơ và khát vọng của người phụ nữ trong tình yêu, đúng như mong ước của nữ sĩ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ, và con sóng thơ được Xuân Quỳnh hóa thân vào sẽ còn rào rạt mãi với thời gian và lòng người. Như vậy, trong khoảng thời gian có hạn, cô đã hướng dẫn các em triển khai hai đề bài liên quan đến bài thơ sóng. Các em có thể luyện tập những đề bài tương tự để nâng cao kỹ năng làm bài của mình như sau. Cô giới thiệu với các em một số đề bài liên quan đến bài thơ sóng để các em tiếp tục tự luyện. Đề 1, cảm nhận của anh chị về hai khổ thơ cuối bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Đề 2, cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ qua hình tượng sóng trong bài thơ sóng của Xuân Quỳnh. Đề 3, qua bài thơ sóng, Xuân Quỳnh đã thể hiện được một tình yêu có tính chất truyền thống như tình yêu muôn đời, nhưng vẫn mang tính chất hiện đại như tình yêu hôm nay.
Đây là nhận định của giáo sư Hà Minh Đức. Anh chị hãy phân tích bài thơ sóng để làm sáng tỏ ý kiến trên. Ba đề bài này ở ba mức độ khác nhau. Đề thứ nhất là yêu cầu các em cảm nhận hai khổ thơ cuối bài thơ sóng. Tương tự, cô đã hướng dẫn các em 4 khổ đầu, 3 khổ tiếp rồi, còn 2 khổ cuối các em vận dụng và luyện tập là dàn ý chi tiết hoặc viết thành bài hoàn thiện cho mình. Còn đề 2 là yêu cầu các em cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ qua hình tượng sóng trong bài thơ. Đây là cảm nhận phân tích có định hướng. Còn đề 3 là yêu cầu các em làm sáng tỏ ý kiến bằng cách phân tích, tức là phân tích để chứng minh một nhận định. Các em chịu khó luyện tập, cô tin rằng các em sẽ thành công khi làm đề thi liên quan đến bài thơ sóng. Với thời lượng có hạn, cô đã hướng dẫn các em ôn tập xong bài thơ sóng. Tạm biệt và chúc các em thành công!